Tưởng có người bị quấn chặt, cô lao công gọi công an đến thì tá hỏa vì cái kết. Mới đây, một sự việc dở khóc dở cười đã được đăng tải khiến cộng đồng mạng chỉ biết thở ngắn thở dài. Theo đó, vào sáng sớm ngày hôm nay, hai cô lao công đang dọn rác ở gần sông Tô Lịch, Hà Nội thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nằm cạnh đống rác. Tưởng đó là người bị quấn chặt bằng vải và bao ni lông. Hai cô lao công đã hốt hoảng bỏ chạy, gọi người dân gần đó và cả công an đến để khám nghiệm hiện trường. Rất đông người hiếu kỳ đã có mặt, bỏ cả việc để hóng hớt, chờ cơ quan điều tra thông báo kết quả. Tuy nhiên, khi đồng chí công an có mặt, tiến hành tiếp cận hiện trường thì tất cả đều vỡ lẽ vì bị ăn phải một cú lừa. Vừa gỡ để lộ phần đầu ra, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì đó chẳng phải là một vụ án nào hết, lại càng không phải xác người, mà đó là một con ma nơ canh. Tình huống trớ trêu khiến ai chứng kiến cũng hậm hực, dẫn đến đỏ mặt vì mất công bỏ việc để hóng chuyện, nhưng cuối cùng lại ăn nguyên cú lừa, thậm chí còn làm mất rất nhiều thời gian của các anh công an. Không biết đây chỉ là một sự vô tình hay cố ý, tuy nhiên mong rằng không phải là một trò đùa của ai đó, bởi lẽ nó khiến nhiều người rất hoang mang, đặc biệt nhất là các cô lao công vào sáng sớm. Chưa kể hàng chục người dân hiếu kỳ ùn ứ đến tắt cả đường chỉ để xem bộ mặt thật của một con búp bê. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.